đàm phán thứ tư về hiệp ước chống ô nhiễm nhựa toàn cầu đạt tiến bộ quan trọng. Lần đầu tiên các nhà đàm phán thảo luận về nội dung được cho sẽ trở thành một hiệp ước toàn cầu. Hiện tượng El Nino năm nay là nằm trong số những đợt El Nino mạnh nhất trong vòng hơn 70 năm qua. Một thông tin quốc tế nóng nhất hiện nay, TikTok có thể bị cấm hoàn toàn tại Mỹ kể từ năm 2025. Điều này đang khiến cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này tại Mỹ lao đao, sự nghiệp có thể sẽ lụi tàn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cảnh báo virus cúm gia cầm H5N1 có thể lây nhiễm sang bò ở các quốc gia ngoài Mỹ sau khi các trường hợp mắc bệnh đầu tiên được báo cáo ở Mỹ có nguồn lây là từ những loài chim di cư. Theo WHO, khi loài chim mang virus H5N1 di cư, chúng có thể mang theo nguy cơ mắc bệnh cho đàn bò ở các quốc gia khác. Mặc dù nguy cơ sức khỏe cộng đồng nói chung do virus gây ra là thấp và virus được cho là không có khả năng lây lan qua sữa, nhưng WHO kêu gọi cảnh giác và khuyến cáo là chỉ tiêu thụ sữa tiệt trùng. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng tối qua khi một tay súng tấn công một đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan đúng vào giờ cầu nguyện. Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh Herat, trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em. Hiện cảnh sát chưa xác định được danh tính của kẻ tấn công. Kể từ khi quay trở lại cầm quyền ở Afghanistan, lực lượng Taliban đã cam kết khôi phục an ninh tại quốc gia này, nhưng các cuộc tấn công nhằm vào đền thờ, địa điểm tôn giáo và các tòa nhà chính phủ vẫn tiếp diễn. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận thực hiện nhiều vụ trong số này. Ngày hôm qua, thì vòng đàm phán quốc tế lần thứ tư về vấn đề ô nhiễm nhựa toàn cầu được Liên Hợp Quốc dẫn đầu đã khép lại. Và các bên sẽ ký kết hiệp ước đầu tiên trên thế giới về ô nhiễm nhựa vào cuối năm nay, nhưng không có giới hạn trần đối với hoạt động sản xuất. Tại hội nghị ở Ottawa, Canada, các bên nhất trí sẽ tiến hành hàng loạt cuộc tham vấn trong khoảng thời gian từ nay tới khi vòng đàm phán cuối diễn ra tại Hàn Quốc. Sản lượng nhựa hàng năm đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm, lên mức là 460 triệu tấn và dự báo sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2050. Một mức độ được cho là không bền vững và vượt mọi năng lực quản lý tái chế rác thải của thế giới. Nhật Bản tiếp tục bàn giao hệ thống radar giám sát mới cho Philippines, qua đó giúp tăng cường khả năng phòng thủ cho quốc gia Đông Nam Á này. Theo quân đội Philippines, hệ thống radar thế hệ mới mà Nhật Bản bàn giao cho Philippines là hệ thống radar có thể giám sát chính xác không chỉ đối với các loại máy bay và máy bay không người lái thông thường, mà còn có thể giám sát đối với tất cả các loại tàu khác hoạt động trên biển. Do tính cơ động và linh hoạt nên hệ thống radar này có thể dễ dàng triển khai và vận hành ở những khu vực hay các hòn đảo xa xôi. Vào tối qua theo giờ Việt Nam, Ủy ban Thị trường Mở, cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã bước vào ngày họp đầu tiên. Vâng, trong bối cảnh lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ đang có những tín hiệu kém lạc quan, thì cuộc họp được kỳ vọng sẽ có những gợi mở rõ ràng hơn về chính sách của Fed, đặc biệt là thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu. Phóng viên Hoàng Hải, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ sẽ thông tin chi tiết hơn. Đối với cuộc họp lần này, thị trường dự báo Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 5,25 đến 5,5% như hiện nay. Công cụ theo dõi lãi suất của CME Group đánh giá khả năng này lên tới 99,5%. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần thứ 6 liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách. Về kỳ vọng giảm lãi suất, thị trường đánh giá khả năng Fed bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 6 chỉ còn dưới 10%. Trong khi đó, tỷ lệ dự báo cho lần hạ lãi suất đầu tiên xảy ra trong cuộc họp tháng 9 hoặc tháng 12 là tương đương nhau và đều có khoảng 40% khả năng xảy ra. Về phía các chuyên gia kinh tế đã có ý kiến cho rằng Fed có thể chỉ hạ lãi suất một lần trong năm nay và cuộc họp tháng 12. Trong kịch bản này, khả năng kinh tế Mỹ hạ cánh mềm sẽ khó khăn hơn. Nguy cơ lạm phát đình trệ hay thậm chí là suy thoái lại được đặt ra. Trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, cả 3 chỉ số chính đều giảm điểm mạnh trong ngày họp đầu tiên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. Chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất hơn 2%, chốt phiên ở gần 15.658 điểm. Với diễn biến này, chứng khoán Mỹ đã kết thúc tháng 4 với mức sụt giảm sâu nhất từ tháng 9 năm 2022. Chỉ số Dow Jones giảm khoảng 5% trong tháng, trong khi hai chỉ số còn lại giảm hơn 4%. Trong khi cuộc họp của Fed diễn ra, thêm chỉ số về dữ liệu tiền lương quý 1 được công bố cao hơn dự kiến. Lạm phát dai dẳng sẽ gây thêm áp lực cho Fed khi đưa ra quyết định chính sách trong cuộc họp kết thúc vào đêm nay theo giờ Việt Nam.
Liên minh châu Âu-EU ngày hôm qua thì đã mở cuộc điều tra đối với Facebook và Instagram của tập đoàn công nghệ Meta do nghi ngờ những nền tảng này không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống tin giả trên mạng trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới. Liên minh châu Âu cho biết là cuộc điều tra nhằm đảm bảo rằng các hành động hiệu quả sẽ được thực hiện, đặc biệt là để ngăn chặn việc lợi dụng các lỗ hổng của Instagram và Facebook do sự can thiệp từ nước ngoài. Mối lo ngại của EU về tác hại của công nghệ deepfake tăng lên, đặc biệt là nguy cơ thông tin sai lệch về cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra tại 27 quốc gia thành viên của khối từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 tới. Lực lượng Houthi vào ngày hôm nay thừa nhận đã tấn công vào nhiều tàu thuyền trên Biển Đỏ và khu vực Ấn Độ Dương, trong đó có hai tàu khu trục của Mỹ là tàu Cyclades và tàu MSC Orion. Lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các tuyến đường vận chuyển trên biển trong nhiều tháng qua để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột với Israel tại dải Gaza. Từ tháng 3, thì lực lượng này còn tuyên bố mở rộng khu vực tấn công nhằm ngăn chặn các tàu liên kết với Israel đi qua Ấn Độ Dương tới mũi Hảo Vọng. Khoảng 12% khối lượng hàng hóa thương mại của thế giới được vận chuyển qua tuyến đường này. Kể từ khi các cuộc tấn công của Houthi bắt đầu, thì một số công ty vận tải biển đã ngừng sử dụng tuyến đường này, thay vào đó là sử dụng tuyến đường dài và tốn kém hơn qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Hôm qua, một vụ vỡ đập đã xảy ra tại khu vực Mai Mahiu, ngay phía bắc của thủ đô Nairobi của Kenya, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Một nhân chứng cho biết, mặc dù đã 85 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế. Đập Âu Kijabe bị vỡ khiến nước lũ tràn xuống, cuốn trôi nhà cửa, bật gốc cây cối. Còn lại là những vũng bùn khổng lồ. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những người sống sót. Rất nhiều người đã chết. Chúng tôi đã cứu được 12 người vào sáng nay. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này từ khi được sinh ra. Tôi đã 85 tuổi rồi. Các trường hợp thiệt mạng trong vụ vỡ đập đã nâng tổng số người thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt kéo dài từ tháng trước tại Kenya lên hơn 100 trường hợp. Kể từ tháng 3 vừa qua, hiện tượng El Nino đã gây ra những trận mưa lớn bất thường trút xuống quốc gia Đông Phi này. Hôm qua, Kenya thông báo sẽ hoãn việc mở lại trường học trong một tuần do mưa lớn dồn dập gây lũ lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ban bố cảnh báo màu cam, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất về mưa dông mạnh, dự báo có dông, gió giật, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại một số khu vực của đất nước. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo từ sáng 30 tháng 4 đến sáng 11 tháng 5, một số khu vực thuộc các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông sẽ có dông, gió giật và mưa đá. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết một số khu vực thuộc tỉnh Giang Tây, Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ có mưa lớn với lượng mưa lên tới 80mm/giờ. Cơ quan chức năng khuyến cáo là người dân hạn chế ở ngoài trời trong thời gian diễn ra thời tiết xấu, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp. Trung tâm cũng khuyến nghị các địa phương tiến hành các biện pháp tiêu thoát nước cần thiết ở khu vực đô thị và nông thôn. Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ ban hành đạo luật buộc công ty Trung Quốc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok trong vòng 9 tháng hoặc sẽ cấm cửa ứng dụng này tại Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo Trung Quốc sẽ tiến hành các động thái quyết liệt và cứng rắn nhằm bảo vệ lợi ích, an ninh và phát triển của nước này nếu Mỹ kiên quyết thực thi đạo luật cấm ứng dụng TikTok. Tuy nhiên, ông Lâm chưa đưa ra những biện pháp đáp trả cụ thể. Phản ứng về lệnh cấm, giám đốc điều hành TikTok tuyên bố sẽ đệ đơn kiện chính phủ Mỹ vì cho rằng luật mới đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dùng Mỹ. TikTok nhấn mạnh không thu thập dữ liệu nhiều hơn các ứng dụng khác và đã chi hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ cho các nỗ lực đảm bảo an ninh dữ liệu. Với đạo luật mới, ByteDance sẽ phải hoàn tất việc thoái vốn trước ngày 19 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, mốc thời gian này có thể được gia hạn thêm 3 tháng nếu ByteDance đạt được tiến bộ trong quá trình thực hiện. Vâng, và thời hạn sớm nhất mà TikTok có thể bị cấm hoàn toàn ở Mỹ là từ năm 2025, tức là chỉ khoảng nửa năm nữa thôi. Các nhà sáng tạo nội dung TikTok ở Mỹ đang lo ngại rằng lệnh cấm ứng dụng sẽ khiến cho sự nghiệp cũng như là công việc kinh doanh của họ bỏ ra xây dựng trên nền tảng này sẽ lụi tàn, dẫn đến thiệt hại kinh tế không hề nhỏ. Từ niềm yêu thích đọc sách đã có từ lâu, chị Ayman đã biến tài khoản TikTok của mình thành điểm hẹn chia sẻ, đánh giá và lan tỏa sách hay tới những ai cùng chung sở thích, đồng thời tạo ra một nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, chiếc cần câu cơm của chị giờ đây có nguy cơ biến mất bất kỳ lúc nào khi TikTok sắp bị cấm cửa ở Mỹ. TikTok mà bị cấm thì chắc chắn là Instagram và YouTube sẽ hưởng lợi khi các nhà sáng tạo nội dung chuyển sang đó. Nhưng mọi thứ không thể như cũ được vì người theo dõi của tôi chủ yếu là người dùng TikTok. Rất khó để xây dựng lại mọi thứ từ đầu,
đặc biệt là khi TikTok có những tính năng rất khác biệt. Với hàng triệu TikToker có sức ảnh hưởng tại Mỹ, thuật toán đặc biệt của TikTok giúp họ tiếp cận được tệp khách hàng rộng hơn hẳn so với các ứng dụng khác. TikTok giúp các video được lan truyền nhanh chóng bởi lượng người xem tương tác cao và thuật toán thông minh giúp đưa nội dung tới người dùng ngay cả khi họ không chủ động tìm kiếm hay theo dõi theo chủ đề. Meta đã từng thử sao chép thuật toán của TikTok, nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Khả năng của TikTok trong việc cung cấp nội dung giải trí nhắm trúng từng người dùng là không có đối thủ trong thế giới truyền thông xã hội. Theo công cụ phân tích dữ liệu Statista, trong năm 2023, khoảng 75% chi tiêu marketing trên toàn thế giới cho các ngôi sao trên mạng xã hội là dành cho những người có ảnh hưởng ở Mỹ. TikTok đã kịch liệt phản đối, cho rằng dự luật sẽ đẩy 7 triệu doanh nghiệp vào nguy cơ đóng cửa, chặn đứng một nền tảng đóng góp 24 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ hàng năm và hỗ trợ tạo ra hơn 224.000 việc làm. Trong khi đó, giới phân tích nhận định quyết định cấm TikTok chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều nhất tới các doanh nghiệp nhỏ và những người làm ngành sáng tạo nội dung số tại Mỹ. Những tin tức xoay quanh lệnh cấm TikTok đã tạo tác động khiến các nhà sáng tạo nội dung phải suy tính các bước tiếp theo. Ví dụ như trong ngành âm nhạc của chúng tôi, có dữ liệu cho thấy 70% người dùng tìm nhạc thông qua TikTok. Nếu ứng dụng này bị cấm thì con số 70% đó sẽ tỏa đi đâu? Và đấy là lúc mà các nhà sáng tạo nội dung cần chú ý để đón đầu. Sẽ có những khó khăn như làm sao để tiếp cận người dùng mới, họ sẽ tìm kiếm nội dung ở đâu. Nếu trả lời được thì mọi thứ sẽ dần được tháo gỡ. Cơ quan nghiên cứu núi lửa Indonesia cho biết núi lửa Ruang đã phun trào nhiều lần vào ngày hôm nay, khiến cho sân bay quốc tế cách đó hơn 100 km phải đóng cửa. Nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất, dù núi đã phun trào nhiều lần trong tháng này và hơn 6.000 người đã phải đi sơ tán. Ngày hôm nay, núi lửa đã phun cột tro cao hơn 5 km. Cơ quan nghiên cứu núi lửa Indonesia cũng thiết lập lại khu vực cấm lai vãng và cho biết người dân địa phương nên nhận thức được núi lửa có khả năng phóng ra đá, khí nóng và gây ra sóng thần do một phần núi lửa có thể sụp xuống biển. Năm 2018, miệng một núi lửa ở Indonesia đã sụp đổ một phần trong một vụ phun trào lớn gây ra sóng thần khiến cho hơn 400 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Indonesia thường xuyên phải hứng chịu hậu quả của các hoạt động địa chấn và các hoạt động của núi lửa do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tập trung 75% núi lửa đang hoạt động trên trái đất. Hiện tượng El Nino năm nay là nằm trong số những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950. Đây là nhận định được bà Rina Gelani, điều phối viên khủng hoảng khí hậu của Liên Hợp Quốc đưa ra. Theo bà Gelani, có khoảng 40 đến 50 triệu người hiện ở 16 quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino. Tháng 2 vừa qua là tháng nóng nhất trong một thế kỷ ở phía Nam châu Phi, làm xóa sổ các vụ mùa thu hoạch, thiệt hại mùa màng và giá hàng hóa tăng cao. Đồng thời, lũ lụt ở Kenya đã ảnh hưởng đến 200.000 người và khiến hơn 100 người thiệt mạng. Quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo sẽ cần tới 3 tỷ đô la Mỹ cho các nỗ lực phòng ngừa và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Philippines đang hướng tới xây dựng hệ thống điện sạch nhất khu vực. Bộ Năng lượng Philippines cho biết đã thông qua kế hoạch tăng nhiều lần sản lượng điện gió và điện mặt trời từ nay đến năm 2030. Phóng viên Hữu Hưng, thường trú truyền hình Việt Nam tại ASEAN, thông tin chi tiết. Bộ Năng lượng Philippines cho biết nước này đặt mục tiêu tăng hơn 2 lần tỷ trọng điện mặt trời trong tổng sản lượng điện, từ mức 2,4% của năm 2024 lên 5,6% vào năm 2030. Trong khi tỷ lệ của điện gió sẽ tăng gần 4 lần, từ 3,1% lên gần 12% trong cùng giai đoạn. Việc tăng tỷ trọng các nguồn điện tái tạo được kỳ vọng sẽ bù đắp phần sụt giảm từ các nguồn năng lượng sạch khác như là thủy điện và điện nhiệt, giúp tổng năng lượng không hóa thạch chiếm 35% sản lượng điện của nước này đến năm 2030. Để đạt mục tiêu trên, Philippines kỳ vọng đẩy nhanh việc xây dựng các nông trại gió ngoài khơi dù có chi phí trả trước khá cao. Philippines cũng có kế hoạch bổ sung 1.200 MW năng lượng hạt nhân vào lưới điện đến năm 2032, cũng như sẽ nâng cấp cơ sở hạ tầng chuyển đổi năng lượng để kiểm soát sản lượng năng lượng tăng thêm. Được biết là Philippines cũng đang có kế hoạch dỡ bỏ hoặc chuyển đổi mục đích các nhà máy điện than đã trên 20 năm tuổi, nhằm đưa tỷ trọng điện than trong tổng sản lượng điện của nước này giảm từ mức 60% hiện nay xuống còn khoảng 47% vào năm 2030. Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF về hợp tác toàn cầu tăng trưởng và năng lượng cho phát triển đã kết thúc vào ngày hôm qua sau 2 ngày họp tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, nhằm tìm ra giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.
Giữa những bất ổn của kinh tế toàn cầu, nhất là tác động từ các cuộc xung đột địa chính trị tới triển vọng tăng trưởng, cuộc xung đột tại Gaza và nền kinh tế khu vực Trung Đông là một trong những trọng tâm của cuộc họp đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Các lãnh đạo thế giới nhất trí rằng, để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Gaza, hay lớn hơn là giải quyết các cuộc xung đột và ứng phó các thách thức toàn cầu, chắc chắn sẽ tiếp tục cần các nỗ lực hợp tác hơn nữa từ các quốc gia trên thế giới. Chính vì lợi ích của mọi người trong khu vực, lợi ích của những người Palestine, của người Israel, của cộng đồng các quốc gia toàn cầu, chúng ta cần tìm ra con đường để giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi, bởi vì đó là cách duy nhất để chúng ta tránh sự đau khổ từ mọi phía. Xung đột cũng đã tàn phá hạ tầng trên quy mô lớn và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực. Ước tính thiệt hại trong lĩnh vực giao thông và viễn thông của Gaza do xung đột Hamas-Israel đã vượt quá 3 tỷ đô la Mỹ. Xung đột lan rộng cũng khiến gián đoạn chuỗi cung ứng. Theo ước tính của Ai Cập, doanh thu của kênh đào Suez kể từ đầu năm 2024 đến nay đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái do căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ. Các đại biểu tham dự sự kiện nhấn mạnh các mối đe dọa địa chính trị như xung đột ở Gaza và Ukraine gây ra rủi ro lớn nhất cho nền kinh tế toàn cầu. Những tác động dây chuyền của các cuộc xung đột đang ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế. Bắt đầu từ tuần này, người di cư trái phép vào nước Anh sẽ lập tức bị tạm giam chờ ngày bị cưỡng bức bay sang Rwanda nhập trại tạm cư phân loại. Luật Rwanda mà Nghị viện Anh vừa thông qua và vua Charles Đệ Tam lập tức ký ban hành sau đó 3 ngày là gì? Tại sao Rwanda lại đồng ý tiếp nhận người di cư trái phép đã vào được nước Anh, kể cả khi đó không phải là công dân của mình? Người di cư trái phép vào Anh đã bị chuyển tới Rwanda phân loại có thể xin tị nạn tại Anh được không? Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Nghị viện Anh cuối cùng đã thông qua dự luật Rwanda. Luật cho phép chính phủ Anh thuê máy bay đưa người di cư trái phép đã đến được nước Anh sang Rwanda. Tại đó, người di cư sẽ được phân loại và làm thủ tục xin tị nạn. Tôi xác nhận rằng chúng tôi đã chuẩn bị một sân bay với máy bay sẵn sàng và đã đào tạo xong 500 nhân viên sẽ áp tải những người xin tị nạn đến Rwanda. Sẽ có thêm 300 nhân viên nữa trong vài tuần tới. Ý tưởng hình thành từ cách đây 5 năm, thuê đất ở bên ngoài nước Anh để lập trại phân loại người di cư trái phép đã tới được nước Anh. Rwanda là một quốc gia nhỏ ở chính giữa châu Phi. Cách đây 2 năm, hai nước ký hiệp định và Rwanda đã tạo lập một khu tạm cư cùng bộ máy hành chính xử lý đơn xin tị nạn. Chúng tôi rất biết ơn khi nhận người di cư từ Vương quốc Anh, vì điều này sẽ giúp đất nước chúng tôi phát triển và cũng có lợi cho người dân Rwanda. Nhưng chuyến bay đầu tiên đã không thể thực hiện do Tòa án Nhân quyền châu Âu và sau đó là Tòa án Tối cao Vương quốc Anh ngăn chặn. Chính phủ Anh đã sửa đi sửa lại dự luật cho tới khi được Nghị viện Anh chấp thuận. Hôm thứ Năm tuần trước, vua Charles Đệ Tam đã ký ban hành. Chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ sau 10 đến 12 tuần nữa, muộn hơn so với chúng tôi mong muốn. Khởi đầu luôn cần nhiều thời gian. Nước Anh sẽ chuyển cho Rwanda khoản tiền ban đầu 370 triệu bảng Anh. Cứ tiếp nhận một người di cư trái phép từ Anh thì Rwanda sẽ có thêm 20.000 bảng Anh. Và với mỗi người trong số đó đủ điều kiện tị nạn, nhận thêm 150.000 bảng Anh nữa. 120 triệu bảng sẽ được rót thêm nếu Rwanda tiếp nhận nhiều hơn 300 người di cư trái phép từ nước Anh. Điều quan trọng là biện pháp răn đe. Những người tới đây bất hợp pháp không thể ở lại. Đó là giải pháp duy nhất đối với di cư trái phép. Từ nay, người nhập cư trái phép vào nước Anh sẽ bị tạm giam chờ ngày bay sang Rwanda. Đơn xin tị nạn sẽ được xử lý tại Rwanda. Nếu hội tụ đủ quy chế tị nạn thì được phép định cư tại Rwanda hoặc một nước nào đó khác nhưng không phải là nước Anh. Một viễn cảnh mà chắc chắn những người trốn vào nước Anh không mong muốn. Và đó chính là mục đích của kế hoạch Rwanda. Làm nản lòng những người di cư trái phép, làm tiêu tan các mạng lưới đưa người vào Anh. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Chúng tôi đang kết nối trực tiếp với phóng viên Lê Hồng Quang. Thưa anh Hồng Quang, thuê đất ở bên ngoài và ở thật xa lãnh thổ của mình để phân loại người di cư trái phép thì liệu có phải là cách làm mới mà chỉ có nước Anh thực hiện không ạ?
Cái việc phân loại người di cư trái phép ở bên ngoài lãnh thổ nước mình là cái biện pháp mà không chỉ nước Anh thực hiện mà còn có Italia thuê đất của Albany, và ngay cả Liên minh châu Âu thì họ vẫn áp dụng cách này theo một cái hơi có du di khác ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở Tunisia. Nếu mà nhìn vào bản đồ chúng ta sẽ hiểu cái mức độ răn đe cách làm này. Italia thuê đất Albany lập trại tạm. Người mà vớt được trên biển Italia là họ đưa thẳng sang Albany để mà nhân viên Italia tại đó phân loại. Và ai mà đủ điều kiện tị nạn ấy, thì lúc đấy mới cho phép định cư tại Italia. Thế rồi nước Anh thì thuê đất ở Rwanda và thuê luôn cả cái công đoạn phân loại, xét đơn tị nạn. Thì Rwanda là một nước nằm ở giữa lục địa châu Phi, không có bờ biển. Và nhìn vào bản đồ thì chắc chắn là người di cư họ sẽ thấy nản. Họ không còn muốn tới bờ biển nước Anh thì mà rồi cuối cùng lại bị chuyển đến cái chỗ đó nữa. Vâng, vậy biện pháp đó có vi phạm các điều ước quốc tế về di cư và tị nạn hay không ạ? Thì cái cách làm của nước Anh thì sau khi mà họ sửa đi sửa lại thì cũng có thể nói là đảm bảo là vẫn cứu vớt được người trong diện tị nạn, tức là những cái người mà cần đến sự bảo trợ quốc tế, do là nếu mà tiếp tục sống ở nước mình thì có nguy cơ là bị truy bức vì lý do chính trị hay là nguy hiểm tính mạng do chiến tranh. Nhưng mà nước Anh cũng bị nhiều tổ chức phi chính phủ phê phán về cái khía cạnh nhân đạo. Thì cái ngặt của cái luật di cư mà nước Anh vừa ban hành ấy là ngay cả người có đủ điều kiện tị nạn ấy thì chị cũng có thể là xin Rwanda bảo trợ mà thôi, tức là có thể xin định cư ở Rwanda. Mà Rwanda là một cái nước mà có GDP bình quân đầu người rất là thấp, chưa bằng 1/4 so với Việt Nam. Đấy là những người mà đủ điều kiện tị nạn ấy. Chứ còn thực tế cho thấy là cái người tị nạn đúng nghĩa thì rất là ít. Đa số là những người di cư là vì kinh tế, là vì họ mong có một cuộc sống tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ phóng viên Lê Hồng Quang. Thưa quý vị, ngay sau khi luật Rwanda được Nghị viện Anh thông qua, chính phủ Ireland đã lập tức tuyên bố sẽ ban hành luật khẩn cấp về tị nạn do lo ngại dòng người di cư trái phép sẽ chuyển sang Ireland, một quốc đảo quốc ngay sát nước Anh và có điều kiện kinh tế xã hội tương đương. Ireland là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu nhưng không trong không gian đi lại tự do Schengen. Microsoft sẽ đầu tư 1,7 tỷ đô la Mỹ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây tại Indonesia nhằm giúp phát triển cơ sở hạ tầng AI ở quốc gia Đông Nam Á này. Khoản đầu tư này vừa được giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella công bố vào ngày hôm nay trong cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Jakarta. Ông Nadella cho biết thêm, Microsoft sẽ sớm xây dựng các trung tâm dữ liệu ở Indonesia cũng như giúp quốc gia này đào tạo hàng trăm nghìn lao động trong lĩnh vực AI. Mục tiêu của Microsoft là hỗ trợ Indonesia phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết cho các thế hệ AI tương lai và tận dụng lợi ích từ làn sóng phát triển AI hiện nay. Đây là khoản đầu tư có giá trị lớn nhất trong 29 năm mà Microsoft hoạt động tại Indonesia. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc lần đầu tiên vừa công bố sách trắng về công tác kiểm soát sở hữu trí tuệ 2021-2023. Sách trắng phân tích sâu về tình hình cơ bản của các vụ án tố tụng hình sự, dân sự, hành chính có liên quan đến công tác sở hữu trí tuệ mà các cơ quan kiểm soát đã thụ lý trong 3 năm qua. Trung Quốc ngày càng xử lý mạnh tay với nạn vi phạm sở hữu trí tuệ. Sách trắng nhấn mạnh đến mức độ trừng phạt hình sự, hiệu quả giám sát hành chính dân sự tăng lên, kiểm sát tố tụng được thúc đẩy và thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp đi vào chiều sâu. Năm 2021, 22.000 người bị truy tố vi phạm sở hữu trí tuệ. Năm 2023, 30.700 người. Số vụ giám sát tố tụng hành chính dân sự về sở hữu trí tuệ trong giai đoạn này bình quân tăng hơn 2 lần mỗi năm. Phổ biến là các lĩnh vực vi phạm sở hữu trí tuệ liên quan đến sản xuất chip, pin năng lượng mặt trời, trí tuệ nhân tạo, y sinh học, v.v. Nhiều vụ ăn cắp sở hữu trí tuệ, tiết lộ bí mật thương mại liên quan đến y sinh học, trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ, tức hàng chục triệu đô la Mỹ, đã bị xử lý hình sự nghiêm khắc. Đáng chú ý, một số vụ vi phạm bản quyền và bí mật thương mại có chiều hướng tăng mạnh. Sách trắng nhấn mạnh tăng cường thành lập các đơn vị xử lý vi phạm, kiểm soát toàn diện tố tụng hình sự, dân sự, hành chính về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy xây dựng hoàn thiện môi trường kinh doanh tuân thủ pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, nhân rộng các mô hình bảo vệ sở hữu trí tuệ. Các công tác kiểm soát được đẩy mạnh nhằm bảo vệ các công nghệ then chốt, các lĩnh vực trọng điểm, ngành mới nổi, năng lượng mới, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, y sinh học. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhấn mạnh, cơ quan kiểm sát sẽ tăng cường hoàn thiện bộ máy, triển khai các chiến dịch để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và nhân dân, nhằm góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng đỡ các ý tưởng đổi mới sáng tạo. Trong đó, các hành vi xâm hại đến các công nghệ cốt lõi của doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất.
Trung Quốc vừa giới thiệu công cụ trí tuệ nhân tạo AI có khả năng chuyển văn bản thành video tương tự ứng dụng gây sốt Sora của OpenAI. Tuy nhiên, mô hình này mới chỉ có thể tạo ra video có thời lượng không quá 16 giây so với 60 giây của công ty Mỹ. Ứng dụng này là sự kết hợp giữa công ty khởi nghiệp Shenzhou Technology với Đại học Thanh Hoa, có thể tạo ra video có độ phân giải cao sau khi nhập vào các nội dung văn bản đơn giản. Theo các nhà lập trình, ứng dụng có thể mô phỏng thế giới thực với các nhân vật, hình ảnh và dòng thời gian nhất quán, cùng khả năng kết hợp các yếu tố thuộc về văn hóa và tập quán của Trung Quốc. Mô hình chuyển văn bản thành video bằng AI đầu tiên của Trung Quốc ra đời 2 tháng sau khi Sora, một mô hình tương tự do công ty OpenAI có trụ sở tại Mỹ phát hành, gây được tiếng vang lớn trên thế giới.